Chào tất cả các em khối 9. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành cái bài đầu tiên, sử dụng trình duyệt để truy cập web. Những hôm trước là chúng ta chỉ lý thuyết, còn hôm nay là bài thực hành. Có nhiều trình duyệt như là Cốc, Firefox, Google Chrome. Cô trình bày cho hai gái là Cốc, Firefox. Em có thể tự thực hiện lại là một trong ba cái này, là Cốc, Firefox, Google Chrome, hay là cả ba luôn càng tốt. Tập 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Cốc. Khởi động như thế nào? Có hai cách, là em nháy đúp chuột vào cái biểu tượng ha, C, cái logo màu xanh nè, có hơi cam cam chút nè, trên màn hình nền. Hay là em chọn Star on the RAM Cốc. Em khởi động một trong hai cách này đều được hết. Có nhiều cách khởi động, nhưng đây cô giới thiệu trong hai cách thôi. Thì em làm cách nào cũng được hết. Thì cái màn hình giao diện của Cốc như thế này. Nó có nhiều, như là nút điều khiển nè, nút tạo trang mới nè, thanh đánh dấu trang. Ở đây cô giới thiệu hai cái ô là địa chỉ và tìm kiếm. Còn những cái phần điều khiển trang hay là thanh đánh dấu trang, mình sẽ từ từ tìm hiểu. Em khởi động cho Firefox. Thì phần khởi động em cũng một trong hai cách, là nháy đúp chuột vào cái biểu tượng hình con cáo đó, thấy không? Chọn trên màn hình nền. Hay là em chọn Star on the RAM Mozilla Firefox. Cái nào cũng được hết. Cũng như vậy, nó cũng có những ô địa chỉ, ô tìm kiếm, nút điều khiển trang, nút tạo trang mới, thanh đánh dấu trang. Nhưng mà giao diện nó cũng nên ná như vậy. Bài tập 2 là xem thông tin trên các trang. Ở đây cô chọn xem thông tin trên trang Cốc. Ở đây cũng gõ địa chỉ vào ô địa chỉ và nhấn Enter. Có rất nhiều địa chỉ trên trang ha. Em chọn cái trang này em muốn xem. Vậy em hãy thực hành, em tập truy cập vào trang web có địa chỉ là Báo Tiền Phong, Báo Dân Trí, Wiki. Em xem thử nha. Đây là bài tập 2. Bài tập 3 là đánh dấu trang. Tới khi những cái trang mình xem rồi, bây giờ mình muốn lưu lại để lần sau mình vô, thì nó có cái chức năng là đánh dấu trang. Mọi trình duyệt đều có chức năng này hết. Muốn đánh dấu trang, hiện thời em nháy chuột vào cái hình ngôi sao góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt. Cửa sổ đánh dấu trang xuất hiện. Nhập tên của trang cần đánh dấu và nháy nút hoàn tất để kết thúc việc đánh dấu trang. Các trang được đánh dấu sẽ hiện lên trên thanh đánh dấu trang. Có thể xem toàn bộ các trang đã được đánh dấu bằng cách nháy chuột vào dấu hai dấu tên hoặc là dấu trang khác. Bài tập 4, lưu thông tin. Đôi khi có những cái văn bản, cái hình ảnh hoặc video trên các trang web, em muốn lưu về trên máy để em đọc, nghiên cứu mà không cần có mạng internet. Âm vẫn làm được.
để lưu cái hình ảnh trên trang web về máy, thực hiện như sau. Nháy nút phải chụp vào hình cần lưu, chọn Save Image As, hộp thoại Save Picture xuất hiện, chọn vị trí lưu ảnh, thực hiện lưu ảnh như lưu trong Word, Excel. Đây, cô cho một cái trang ví dụ báo tuổi trẻ. Em muốn lưu cái hình thì em nháy chuột vào cái hình, xong em chọn Save Picture As. Đôi khi mình không lưu một cái hình mà mình muốn lưu cả trang web về máy, mình thực hiện chọn lệnh Ctrl S rồi hộp thoại Save As xuất hiện, chọn vị trí lưu trang web. Mình cũng thực hiện lưu cả trang web như lưu trong Word, Excel. Ở đây cô ví dụ nè, mình lưu về máy của mình nè, ổ DD, ổ C, mình chọn cái chỗ đó mình để chọn thư mục để lưu. Em nhìn xuống Save As, mình sẽ lưu trang web toàn bộ, rồi mình nhấn Save. Bây giờ mình muốn lưu một phần văn bản của trang web thì sao? Thì mình cũng chọn cái phần văn bản cần lưu rồi mình sao chép hay gọi là từ copy sang Word rồi mình lưu lại. Đây, ví dụ cô muốn một phần thôi thì cô đánh dấu cái đoạn văn bản đó. Xong rồi nháy chuột phải, xuất hiện hộp thoại và nhấn vào copy hay là nhấn Ctrl C. Đem qua Word và nhấn Paste, Ctrl V để lưu lại. Vậy em hãy tập thực hành nhé. Truy cập vào trang web có địa chỉ là worldwideweb.tntp. Tìm một bài viết nào đó mà em thích và thực hiện. Lưu hình ảnh có trong bài viết nè, lưu toàn bộ trang web chứa bài viết đó nè, hay là chỉ lưu nội dung bài viết ấy. Tất cả em lưu vào cái thư mục ổ D của em, lớp 9, và tên cái tập tin lưu nhé. Chúc các em học tốt.